Nội mình ơi, có nhiều chuyện quá. Không mà sáng giờ nội ăn sáng chưa? Không kể mày. Nội ăn sáng chưa? Đi mua về coi anh ơi. Hỏi lại đó là bắt ai ai tới khi cầm máy lên gài hàng nha, mua về để tao ăn. Nội ăn sáng chưa? Hay đâu, đi mua đi, chưa ăn giờ đi mua đi. Tao hút thuốc rồi chú cha ơi. Quên kịch bản rồi. Quên kịch bản. Nội ơi, nội ăn sáng chưa? Hút thuốc à? Gì? Nội hút thuốc rầu. Hút rầu. Hút thuốc chi rồi rầu? Hút rầu hay hút rầu? Nhưng mà hút thuốc chi rầu? Kệ. Trời hút ơi, hút nó ngon chứ sao hút rầu. Hút xong rồi rầu, thôi đừng hút nữa, bỏ đi. Nha. Bỏ được không? Rồi cờ cờ cái tay bị cái gì nè, đi mua bằng kẹo. Thấy đó không? Hồi nãy cho thấy đi qua tiệm thuốc tây. Ủa bà hỏi nó bà đi đâu rồi, đi qua tiệm thuốc tây mua băng keo. Trời ơi, bằng cái nhà nãy đưa quá trời sao. Bà nghe mẹ bà... lấy cho bà nội. Bà nghe mới chuẩn bị. Tao bỏ đi rồi bà, tôi phải lo tao đi rồi, tao nói là mẹ nhà mày cờ dán cho nội nha. Tôi đang lo làm đồ ăn tôi. Để bà nội phải đi mua. Tôi tình này con mang. Đó, hôm nay tôi đang có mặt tại nhà ngoại đó. Trời ơi, cái bông này nó đẹp ngộ vậy ta, giống cây xương rồng quá vậy ta, hay là cái thanh long. Lần đầu tiên trái thanh long có trong chậu cây hả? À, mấy bạn này thân thiện nè. Hello, thân thiện hơn mặt dễ thương quá. Rồi ngoại cũng có hàng đá nữa nè, ngoại thiết kế luôn hả ngoại? Cười bỏ dép ra kỳ vậy. Dạ. Đó, anh Thư kìa, có anh Thư kìa. Cái tấm hình nó đẹp ha, lâu rồi ha. Ừ. Học công tác. Đây là sơ. Trời ơi, nhà ngoại rộng quá ngoại. Sao ngoại không nói con vô đây con ngủ với ngoại? Thì tao cũng ra nhà tao ngủ không chịu ra sao chứ. Tại bà Thư kìa, bấm cho đi kìa. Mãi bình thường ngoại cho con sóc ăn chỗ nào? Sóc ăn cửa sổ đấy. Ồ, bỏ lên đó là tới ăn à? Ừ. Giờ này tới giờ ăn chưa? Không, bây giờ bữa nay nó nhiều lắm rồi, nó không vô nữa. Dạ. Ừ. Bây giờ mày muốn hái cái gì? Biết cái... thì có sẵn đâu. Cái dừa này dừa gì vậy ngoài? Dừa tim. Dừa nước uống. Sao biết mày hơi hết rồi mà. Ngon lắm. Ừ. Ngon lắm. Hư. Hư hay là ngon, ngon hay là hư? Hư ơi, xuống nhà bà chín. Cái dừa này uống nước được chưa ngoại? Dừa này là dừa dâu, dừa sim gì đấy phải không? Trái nhỏ xíu nè. Mà đều giờ hết cái uống thuốc rồi, giờ đây nó còn non không à. Thôi, đúng rồi, thôi. Tưởng nó ấy chặt ra bỏ vô rượu cần uống. Giờ xoài gì của ngoại đâu? Đâu? Chú này hả? Chú đó còn non quá mà, phải không? Cái buồn này ngoài này bự hơn nè ngoại. Ủa giờ mình đi đâu vậy? Đi hái mít ra đi thăm vườn hả? Đó, chuối nhà ngoại nè, cây này là cây măng cột nè. Sambuche. Trời ơi, con trong đầu con nói là sambuche đó. Mà con nói tầm bậy, đúng rồi. Bên đây là cây nhãn nè. Gì mà thôi. Gì tổ trác dữ vậy trời. Ủa chôm chôm hả ngoại? Rồi em lại sai nữa rồi quý vị ơi. Con xin lỗi ngoại. Cây này thì cây con biết nè, cây này là cây sake nè. cây này là cây ổi nè. Đúng. Cây này là cây cóc. Cái nhiều lắm mà đừng có con nhỏ tí á. Không, hồi tối hôm qua nhà bà Hai nhiều hơn, con không hái nhà ngoại đâu. Ừ. Chút nữa con qua nhà bà Hai hái á. Ừ. Mít nè. Cây này không phải là mít, cây này là cây sầu riêng. Sầu cái đầu mẹ. Trái này chín cho ngoại bị hư rồi cả. Ổn nha. Mít này mít tố nữ nhỏ. Còn cây này là cây dông, cây tầm dông, cây tre. Cây tre. Tre. Dạ. Ủa, tre này để ăn măng không? Ấy, ui, trời. Trời ơi. Đâm vô chân luôn á. Ngoại gài hàng con, ngoại đặt bẫy ở đây, ngoại dụ con ra. Để con dính bẫy. Cái giường của ngoại đây hả? Bà ngoại kêu con ra bà trèo lên cái cây gì, hái cái cây gì đó. Nói cây gì quên rồi. Cây chôm ruột, không phải. Không. Chôm chôm. Chôm chôm, chôm chôm. Chôm chôm có nhiêu đó thôi hả? Có con cây gì hả ngoại?
Mà đợt trước bẻ trái quá trời luôn hả? Ừ. Ý, nhà kế bên có cây mận. Nhà mình cũng có cây mận. Đâu? Trong nhà. Trời. Trong. Ở vườn trong nữa hả ngoài? Cây mận nhà mình là trái y như trái người ta bán vậy đó. Ngoài này đất này rộng quá trời luôn rồi, cất đựng cái nhà luôn á, ra ngoài làm vườn. Chứ bây giờ hôm nay cất nhà thì mình làm vườn chứ giờ sao? À. Ừ. Cây này là cây xương rồng. Cây thanh long. Thích vậy đó. Cái này là lần đầu tiên cây thanh long có trong trụ đá này hả? À, chôm chôm. Hèn gì con nhìn nó quen quen cái lá đó ngoại. Ngoại cái này là... Từ từ con biết cây này nha. Ngoại đừng nói nha. Cây này là cây trái lụ nè. Chứ gì? Trời ơi. Cây rừng. Cây sòi đúng rồi, cây sòi bự. Có đâu, tao nói tao quên, tao không biết tại ở đỉnh về á. Nè, cây cây này á, cây này người ta gọi là cây cây này trái này người ta gọi là gì ngoài? Nó có trái từ dưới ra nè. Dạ, nó tới đây nó lên không? Ừ. Cây này là ta gọi cây dừa lùng. Ừ, đúng á, dừa lùng. À, thấy à, cây mận nè. Ừ. Quá trời, đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đi đường này lên được không? Cây là cây lục bát. Lục bát là cái gì? Trái lục bát. Không. Trái nó ra làm sao? Ăn ăn được không? Cái lục bát thôi ăn cũng được. Con không biết trái đó. Ủa nghe là trái lục bát. Trái lục bát là trái gì ta? Dạ. Ủa trái lục bát là trái gì? Không phải. Có phải là lê kim ma không? Giống cái mặn cầu nè. Không biết chưa đó. Mà bốn mặn cầu bị sách này cho phải quên không? Ở dưới miền Tây nó có cái đấy. Trái bình bát. Ờ đúng rồi, cái bình bát đúng rồi. Sao kêu lục bát nhưng mà đâu phải, cái lá này đâu phải bình bát. Cây này không phải cây bình bát ở đây nha, không phải bình bát của miền Tây. Ủa cái đây thôi, miền Lũng em. Ờ, nó mặn. Ngày qua ngon lắm, không chịu ăn. Ngày hôm qua đi tới 9-10 giờ đêm mà. Cái miếng này ngon lắm nè, nó sơ bổ mít. Mấy giờ đây? 12 giờ kìa. Đi được 2 giờ. Đi Sài Gòn hả sơ? Đi con mới thuộc. À à. Sáng này để cho nha, dở lần nghe Phương Nghĩa. Anh có biết cái này không? Anh. Mít này giòn ha, nó mới á, ngon ngon. Thế là ta đi lễ mà. Cái này giảm ngon. Cái nào cũng ngon hết vậy? Ngon ngon lắm. Đây là ăn mít tại vườn nhà ngoại. Nó còn sống không ạ? Nó còn sống á, vậy muối mới ăn. Ăn chua chua hả? Ăn chua chua nó mới ngon. Cái này ăn với cái gì? Muối gì vậy? Để tao về tao giả cho. Muối xả hả? Muối xả. Mọi người nhìn đi, gia đình ba người chùi dập tôi khi tôi không biết gì hết. Tôi chỉ cần nói sai một lời thôi, họ sẽ dập tôi đồng thanh. Tôi quá bị lép dế trong cái ngôi nhà. Ngon không? Nhìn con tâm ăn mít. Không phải ăn mít á, không phải bánh trứng đâu. Trứng không ăn đâu. Trứng là bỏ. Nè, mai mốt là ta đi ta thèm rồi ha. Bữa mới về xoáy Sài Gòn thấy người ta bán mít ta thèm luôn chết à. Mai mốt ta đi Mỹ hay cái sao? Mấy năm không sao? 4 năm. À, sao ta không có ăn được cái thuốc vị này đâu. Sao giữ lại cho mình một cục đi. Bữa nay 12 giờ đây đâu. Cái này ngon hả sao? Ừ, ngon. Ngon thì còn thử. Vô coi chua chua ngon. Trong Sài Gòn không biết ăn đâu. Không biết ăn được. Thử cái đó chứ cái này ngon không? Cái này ngon. Cái này ngon. Hay chua. Ừ. Cái của má không sống. Cái này không ngọt lắm. Ừ. Mít không có thuốc mà. Mít có thuốc mới ngọt chứ. Chắc không có thuốc không? Chắc. Tối tối mọi người đi bà ngoại bà giác thuốc ra ngoài bà bỏ ai biết. Không có không bao giờ. Nó bà sợ mai lắm không? Ờ vậy. Tương ngoại vậy. Lấy thuốc nuôi luôn. Tao nói hả? Gà ta nhốt chuồng chuồng đây nè. Ừ. Hả? Ai bắt ăn kệ phải không? Không. Cái lưới chuồng vô ăn hết chứ. Vô nó bắt sạch sơn không còn một cái hơi á. Sao ngoại không ai? Ngoại không lên phản kháng rồi hả? Không chán, chim ru nằm trong nhà. Nhát cá nó ăn hả? Trời mà. Lý Từ Thiện chửi con quá trời. Ta vô ta bắt gà không chửi. Bà chỉ có to mồm như người nhà thôi. Quá trời luôn. Rủ ta ăn nha. Dạ. Ta vô tay với nó vô Sài Gòn phải nuôi nha. Nuôi. Cháu có tiền ăn á. Trời được mà. Trời ơi, ngoại có nhiêu không? Bà Thư cũng có nhiêu đâu, hai người cũng mi nho nàng đâu có nhiêu. Tướng gọn mà.
Đó con nuôi được đi. Nuôi được không? Nó được. Trời ơi. Đi, con sợ sơ này thôi thì giống như là nhìn sơ chắc sơ sẽ ăn mạnh hơn ở ngoài chứ này. Chị Thư, ngại chị Thư chắc ăn yếu hơn mà. Tướng này mi nhon quá. Gọn quá trời gọn. Con ơi mong giáp vòng tay. Gọn quá trời gọn, mỗi lần đi mua đồ phải tìm cái shop đặc biệt mới mua được. Mua mua hàng big size à. Đây. Sao đây? Đây máy bay sơ. Cái này là sơ giữ lại để mang hương vị Việt Nam đi nha. Ngoại, mày đi trước đây. Ngoại có đi không? Không. Vậy thôi thưa ngoại cũng về. Mày đi ái anh Thương, mày đi ăn công khách lại anh Thương. Được rồi, giờ tao ở không chịu ra. Có ai cho đâu, bà Thư mới không cho, bà nói ra đây sốc ăn chừng. Là bà chọn chuối không ạ? À. Trời ơi, định thọ cho anh Thư nè, có ai thấy được tấm hình cưới này không? Tôi sẽ đưa bà lên mạng, nổi tiếng ra thế giới. Này, coi mấy bạn này thân thiện ghê ha. Ờ, chứ tôm tép nhà bà Thư dữ như bà Thư vậy. Bởi người ta nói rồi, đây là chiếc xe của bà ngoại. Tại vì bà ngoại rất là gọn, cho nên bà ngoại phải đi chiếc lít. Chiếc lít này, cái cốp nó cũng gọn lắm mọi người. Thôi, mình đi về nhà đây. À, kính thưa quý vị, ngày hôm qua là ngày 24 phải không ta? 24 tây hả? Hôm qua là 23. 23, dạ em lộn rồi, em xin lỗi. Hôm qua là 23, hôm nay là ngày 24 tây. Thì ngày 23 là ngày hôm qua thì là tụi em đi phát quà cho bà con rồi. Bữa nay tụi em nán lại đây chút xíu để mình làm gì ạ? Mình ăn gì ngoại? Ăn Noel. À đó. Ủa chứ không phải là ăn cái nhân kỷ niệm cái ngày hàng gắn của hai vợ chồng. À đây là coi như là năm đầu tiên mà con được ăn cái gì ngoại? Ăn Noel. Năm đầu tiên mà con được ăn tại con tum ở ngoại. Với lại đó giờ con chưa bao giờ có ăn cái lễ này. Cho nên là hôm nay là giống như gia đình mình cũng là đạo công giáo thì con cũng xin phép ngoại là cho con ăn thử để con biết cái lễ nô gì qua này. Noel. Dạ, à cái lễ Noel ở con tum nó như thế nào. Thì mình chỉ sơ sơ thôi quý vị. Mình có cháo gà, gỏi gà. Cái này là cá hồi. Cái này là gì ngoại, salad hả? Cá hồi. Cái này là bò hả? Lúc lắc. Wow. Còn cái món này là xôi gì ngoại? Xôi xanh, ăn với gà. Ăn với gà hả? Đó, tại vì con thấy ở bên nước ngoài người ta ăn Noel là người ta ăn với lại gà quay, gà tây gì đó phải không ta? À, ở Việt Nam mình lại cũng chuộng ăn gà luôn. Hình như cá hồi á con. Đúng rồi, cá hồi á. Thì mình cũng ăn nhẹ nhàng thôi, không biết nữa. À, còn súp nữa anh, súp với cái gì nữa? Cà ri hả? Đó, mình ăn chỉ đơn giản hai mâm thôi mọi người ơi. À, bánh mì que. Phải không? Này bánh mì que phải không? Đó, anh Thọ đang cho cái này là súp nè. Rồi mình có thêm cái cà ri nữa. Thơm quá, bánh mì thơm quá. Dạ, bên kia phải không anh? Nào đã đủ hả? Sao dư răng tô vậy? Dạ. Sao? Đó, đây là chị En Thư, chị mà anh nha. Đây là hang đá nè. Hang đá nè, hang đá nhà của chị Thư được thiết kế trong một cái nhà, một cái nhà sàn. Thì ăn xong buổi lễ này là trưa nay mình nghỉ ngơi chút xíu rồi chiều á là tụi em sẽ về Sài Gòn lại nha, kết thúc chương trình thiện nguyện của mùa Noel. Ngoài ra mình còn có một cái bình rượu cần, rượu cần ở đây nữa. Sao chị? Nâng chén rượu cần. Cái món cháo gà là do ba Quanh làm nha. Rồi bên đây là một cái mâm chay rất là thịnh soạn là do cô Hường nấu hả cô Hường? Đây là cô Hường là bà chủ của một quán chay. Ủa có gì đâu, mình bia thôi. Hôm bữa tụi YouTube nó có vô quán cô nó quay đúng không? Bữa nay thì con bia cho cô, con cũng có kênh YouTube của con vậy. Hả? À, thì cho nên là ai mà tới mình là nằm ở đường gì ta con quên mất tiêu. Gò Xoài hẻm. Hẻm mấy? 173 Gò Xoài. Có cái quán chay cô Hường nấu rất là ngon. Cô thay đổi những cái món ăn liên tục. Có hôm thì là mì Quảng, hủ tiếu, rồi bún riêu, bún mắm chay. Nói chung nhiều lắm mà cô nấu rất là ngon nha. Hồi lúc trước là tụi con ăn ở ngoài đường. Sau khi mà có vô ăn của quán cô Hường rồi là bỏ ngoài đường hết. Nhất là món cháo đồng nha. Cháo, cháo chay, cháo chay. Đó, đây quay món chay nè, hấp dẫn không?
Rau mình luộc hả cô? Vừa nấu canh vừa luộc hai món. Cái này là chả kho với lại cái này chân nấm. Bữa nay ăn gì ngoài? Anh nói em. Dạ. Hỏi biết quên biết cái chữ Noel à. Mọi người mình tập trung đủ chưa? Cái muối này của bà Thư để ăn hết. À, muối, hey, muối ăn mít là muối mít đó phải không? Rồi tôi phát hiện ra ở đây mình còn có cái món chả giò với khoai lắc nữa, khoai chiên nữa, trời ơi thịnh soạn quá à. Còn gì nữa chị? Ủa có chả nữa hả? Cái này là chả gì chị? Ủa chả giò sao gói bằng này ngoại? Trên bàn, bỏ trên bàn cái này, chả lụa. Chả lụa hả? Ngộ vậy ta? Cái này là chả của con tôm hả chị? Rang mấy lột à? Ừ. Nghe mùi thơm mùi à, bánh à, bánh 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 mà gói trong lá á. Cái này mùi lá nè. Dạ. Bánh lá. Bánh lá là lá bánh, bánh lá bánh. Mà nó dài chứ xíu xíu rồi thôi còn lá không à. Vậy hả? Ồ, vậy thôi lột ra luôn cho rồi. Thái độ quá thái độ. Người ta không biết. Nè nói nghe nè, người ta không biết ăn mình là cái người giới thiệu đặc sản của mình mà không có thái độ với khách như vậy. Trời ơi, giữ cái dằn không? Giữ dằn không? Giữ dằn không? Bà này bà giống ai ngoại ơi, bà giữ quá ngoại ơi. Chịu không nổi luôn á, giữ quá giữ rồi. À, hello sir. Sir đã đến vừa kịp lúc. À, món cháo gà mà chưa thấy cháo nè, chỉ có thấy gà thôi. Đây là gà luộc nè, là của ba Quanh nè. Sáng giờ ba nấu cháo hả ba? Ai chặt gà? Quên này, quên ta nhờ người ta chặt đã đời quên này. Có bọc cùng rượu cần không? Để làm dữ rồi. Chụp hình chụp được có cỡ không? Ông thọ đâu, ông thọ đâu? Rồi chưa? Rậu không cho rồi cho ăn đi. Đứng sai tư thế đó cha. Ê ông Thanh, đứng sai tư thế đó cha, mới đau lưng đó. Đình Thọ nói ha, gửi lời cảm ơn ba nhiều. Dạ mấy cô ơi, mình có muốn qua đây uống rượu cần thử không ạ? Giao lưu văn hóa văn nghệ nghệ thuật dân tộc y học miệt vườn. Ăn no đi đã. Ăn no nè. À rượu cần. Trời ơi, càng uống là càng thích nha. Mạng hồi xỉn này nào cũng hay á. Chúc mấy cô ngon miệng nha, ăn lễ Giáng sinh vui vẻ. Rồi mời gia đình nhập tiệc. Ngoại ngoại ăn thấy ngon không? Con chưa ăn nên con không biết ngon không nữa. Dạ dạ. Đây là cuộc sống đời thường của hai vợ chồng Thọ Thư. Anh chồng thì cắt móng tay, chị vợ thì ngồi nhổ tóc bạc. Hai vợ chồng rất là hạnh phúc. Trời những cái lúc lục lục ra thì còn lại là hạnh phúc. Trời những cái lúc lục lục ra. Cơm lành canh nóng ngọt, hai vợ chồng hay cười lộn với nhau. À, hay giận hờn vui dơ thì còn lại rất là hạnh phúc nha mọi người. Tôi đang YouTube, tôi đang cho cả thế giới coi, cả thế giới biết về vợ chồng ông bà. Còn đây là bà nội. Điện thoại của tôi nha, phóng phóng là tôi tán liền á. Hai cái con này là nó giữ của giữ lắm, ba đứa luôn, ba đứa phải không? Ba đứa này nó giữ của lắm mọi người, con Thơm, con Tép với con Bông. Đây nè, hai con, nè con này nữa nè. Quần áo của tôi để ở trong nhà, xong tới lúc mà tôi dọn đồ đi, tôi vừa xách quần áo nó sắn tới nó nhào vô, nó phóng phóng lên tôi. Ý là chỉ cần xách bọc thôi. Tức là mình, có nghĩa là khi mà mình đưa vô, đồ mà mình đưa vô nhà này thì được, nhưng mà mình lấy ra là rất là khó với ba con này. Nha mọi người nha, chú ý giùm tôi nha. À bà này huấn luyện đó nè. Đưa vô thì được, mà lấy ra rất là khó. Mọi người chú ý giùm em tí xíu mà mình đẩy đồ ra đó, mình né ba đứa này ra giùm em nha. Con Tôm, con Tép coi với con Bông.
chỉ cần có người xách đồ thì trong nhà này bước ra là nó sắn tới liền.